Nô tớ cũng nghe ông này tớ lại chơi tắm trò chứ. Các tường bắn bắn bảy trước này. Thả chúng ta xếp vào. Này con này. À, chúng ta sẽ đi ra đặt chơi tiếp này. Ở đây này. Là chúng ta xếp vào đây. Ô mấy con này. Ô nó nhiều quá đây. Đây, cái con này nó đang nhìn chúng ta đây. Đây, con này đây. À, chúng ta sẽ mở cánh cửa này ra. Ta sẽ đi ra này. Ô. Là chúng ta sẽ đi ra nó này. Là con này này, cái nó đang đi đây. Ta sẽ vào đây. Ta sẽ mở anh ra này. Ta sẽ đi lên trên đây. Ô. Chúng ta sẽ đi lên trên đây. Chúng ta anh cửa này ra này. Ồ, trên này chúng không có gì. Chúng ta sẽ vào trong đây. Finalmente, alguém realmente respondeu a minha reclamação do barulho. Hã? Que é isso? Você está aqui por causa da minha reclamação do barulho? Então por que você está aqui? Chúng ta ra o đây xem monstro vazio. Atacou a cidade, né? É claro Vamos que o fazer đây. prefeito acha isso mais importante do que o meu conforto. O vizinho acima de mim está gritando e berrando há uma hora. Eu não consigo me concentrar em nada. Vou te dizer uma coisa. Faça a pessoa acima de mim calar a boca e eu lhe direi o que sei. Você vai querer saber o que eu sei. Confie em mim. Agora vá. Ele está me deixando maluco. Chúng ta phải xem nó nói chuyện đó nha. Ồ, chúng ta vẫn chưa lấy được cái này. Chúng ta phải đi lên trên đây. Chúng ta lên trên này lên này. Đây, chúng ta sẽ sang bên đây. Chúng ta mở cái này ra. Ta vào trong đây này. Ồ, con đà. Ồ, con đà. Con đà ra. Rồi, chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Trò thứ hai này. Chúng ta sẽ chơi. On your guard, stranger. We're in the middle of a war. Surgeon and Dadadu. Two powerful figures fighting for power. I wish Ban Ban was here to give us a hand. Looks like we have to disguise as aliens to enter. Let's take these seats from the locker here, stranger. How do I look? Handsome, no doubt. Let's go. Chúng ta sẽ đi vào đây. Đây, con kia là cầm súng này. Chúng ta mà không giống bọn này là nó sẽ bắn. Finally, some reinforcement. You stay here and help me guard the gates. And you, get inside. The doctor needs help with a surgery. You go ahead. I'll stay here and guard the camp. Đây, con bên này cầm súng này. Hai con này đứng đây. Con kia cầm súng lên này. Chúng ta sẽ vào đây. Đây, mấy cái con này nó đang nằm những phòng bệnh nhân này. Chúng ta sẽ đi vào đây để phẫu thuật cho cái con này. Good timing. Go find me some tools to operate. Find me four tools, or I can't help this poor man. Đây, chúng ta sẽ tìm một cụ để phẫu thuật này. Đây, chúng ta lấy cái kim tiêm. So painful. Tần lấy cái
cái zip này. Đây này, xem cái dao. Chúng ta vẫn là lấy kéo này. Đây chúng ta sẽ để lên này. Thank you. Now, help me with this man. Give me the right tool when I speak its name. Give the wrong one. Nó cần gì chúng ta đưa cho nó cái đấy nè. Syringe. Kim đâu? Kim. Thank you. Kim. Scalpel. Dao mổ. Thay cái dao mổ đây. Forceps. Cái kim. Kim đây. Scissors. Chúng ta sẽ đưa cái kéo cho nó. Đây, chúng ta đưa cái kéo lên. Cái này là chúng ta đã xong. Done. You're gonna live. Thanks for the assistant. Your work here is done. Go outside and check in with the captain. Chúng ta sẽ đi ra ngoài. You did well, helping your fellow aliens. You two go outside and fix the car. I'll stay here and keep this place safe. Yes, sir. We will have it fixed. Let's go, stranger. Chúng ta mở cái cửa này ra. Nice car. Too bad it's broken. I noticed some parts are missing. Let's find them. Nắp cái xe này hoàn thiện này, cái bánh chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta nên lấy cái cầm này. Oh, bọn kia. Thằng dưới kia nó. Ta nhảy xuống đây. Thằng này cái bánh xe này. Chúng ta sang đây lấy cái nái. You got them all. Let's put them back together. Đây, con này đang đứng đây. Tí chúng ta sẽ cho nó đi. Đây, nắp vào đây. Nice one, stranger. Let's drive this baby. Ta chúng ta sẽ lên này. Those naughty ones are nothing compared to this beast. Chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ đâm vào con này. One more down. Get crushed. Ta tiếp tục. Where is Jester? And what was that thing? Đây, xe đưa đây. Chúng ta sẽ đi ra đây. Stranger, over here. Đây, chúng ta sẽ help me. Mở cửa cho con này. That monster is not only the legacy of Jester. Must find a way to beat him first. Sẽ cho nó đâm vào cái chuông này. Oh, thì chúng ta xin nữa chúng ta bị nó. Đó, chúng ta chạy đó.
là sẽ nhanh. Rồi chúng ta sẽ cho nó đập vào đây. Nó đã bị... Go open the cage, please. Nó đã bị điện giật rồi. Chúng ta sẽ lấy khóa này. Chúng ta sẽ mở cho con này ra này. Đây, chúng ta mở này. Thank you so much. That was scary. Let's leave this place. We must end this madness. Sẽ mở cái này ra để không mới. Rồi chúng ta đây là chúng ta đã thắng rồi. Chúng ta sẽ sang trò chơi thứ ba. Chiến thắng à, chúng ta sang trò chơi tiếp theo, trò chơi thứ tư. Đây, đầu nó nổ quá đi, chúng ta sẽ chơi này, chúng ta sẽ mở anh cười ra. Rồi.
chúng ta sẽ đi sang bên đây này. Con này sẽ xuống đây nó đuổi anh. Nó đuổi nè. À, chúng ta chạy đâu. Chúng ta chạy xa đâu. Chúng ta chạy xa đường này chúng ta sẽ thua đó. Đây chúng ta sẽ đi sang đây. À, nó đuổi gần đến thôi, chúng ta chạy đâu. Ô, chúng ta chạy sai rồi. Rồi, chúng ta chạy lên đây. Ô, chúng ta đã thắng. Rồi, chúng ta sẽ sang trò chơi thứ 6. Hi kids, welcome to the game station. I'm
Stella, and we've got three super duper fun games to play. Preparing for departure. Show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start our play musical memory. See you in a bit. Đặt đi xuống dưới đây này. Advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Gasolina.
xem nào. Red, yellow. Red, yellow. Chúng ta sẽ cho tiếp theo này. Chơi thứ 7.
Trong này chúng ta không chạy lên nhanh. Chúng ta sẽ sang trò chơi cuối cùng, chúng ta sẽ bật mang lên này, bật mang lên chúng ta sẽ chơi. Ta chúng ta sẽ vào đây, vào đây. Nhanh lên nào anh em. Rồi, chúng ta có 7 người vào chơi thôi. Thế nên là chọn rồi còn người nó sẽ gặp con hai con này ra cho nó thấy này. Chúng ta sẽ vào.
Này nó đang kia đâu à? À thế là 5 năm sau này. Rồi chúng tôi kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nè. Là chúng ta sẽ mang